Thanh ơi, vô đây ngồi Thanh. À, ở đây. Ồ, cái hình này dễ thương quá, Quế chụp hồi nào vậy? À hả, cái hình này hả? Năm, để coi Quế nhớ coi, năm 91. Mình Việt Nam mới qua chừng 2-3 tháng à. Lễ Vu Lan ở chùa Thầy Minh Mẫn là chùa gì nhỉ? Chùa Huệ Quang, ở trên đường Westminster. Trời ơi, Thanh nhớ rồi, cái hồi thời đó chùa Huệ Quang còn nhỏ lắm, nó không ở có to kế như bên, nên chứ đâu không phải là cái chỗ bây giờ. Dạ vâng, Thanh Lan xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả thân thương từ khắp bốn phương trời. Hôm nay Thanh Lan đến thăm một cô bạn quý, quen nhau từ những năm nào chẳng nhớ nữa, tại lâu quá. Ngày lâu lắm, chắc ngày năm lâu lắm rồi quý vị ơi. Dạ vâng, nhìn thấy cái hình của Quế thấy thương quá à, tại vì cái hồi thời đó tụi mình quen nhau á, thì đứa nào cũng mặc áo dài rồi để cái tóc có cái bang dài dài. Mới đầu Thanh vào Thanh giật mình. Thưa quý vị, mới nhìn tấm hình Thanh Lan hết hồn. Ủa sao có hình mình ở đây? Không, đó là một cô bé gia đình Phật tử đó. Mình hát là lên tặng hoa. Tặng hoa hồng, nó có hoa hồng đó. Thì đối với nghệ sĩ không có gì sung sướng bằng khi hát xong có một người lên tặng mình, dù là một đóa hoa đi nữa, cũng là vất với tất cả cái tình cảm và niềm yêu thương. Nên là cho tới hiện nay thì Quế cũng như là Thanh Lan lúc nào cũng rất là nôn nóng để đi gặp khán giả, đúng không? Mặc dù thời gian qua đã rất là lâu rồi, nhưng mà chị em mình cũng vẫn muốn đi hát. Để làm gì? Để gặp gỡ những khán giả thân thương của mình, đúng không? Có những người lâu lắm rồi, mấy chục năm người ta chưa bao giờ gặp mình ở ngoài. Bây giờ mà nghĩa là được, nghĩa là cận kề gặp mình á, trời ơi, khán giả họ xô ra cái sự thích thú, mà có nhiều người tay run luôn ha. Không Thanh phải, Thanh có cái cảm giác không có gặp phải gặp tấm tay mà không mà còn cảm thương mà run run rẩy luôn, giống như là mình là người trong nhà vậy đó, đó chứ không phải gũi là ca sĩ. Dạ vâng, thưa quý vị, sau này thì Thanh Lan với Phường Quế lại gặp nhau nhiều hơn hồi xưa, là tại vì mình cứ đi hát cho Teletron đó. Vui quá, mà lại gặp những nghệ sĩ khác nữa, những người mà mình ít khi được gặp. Có nhiều khi Thanh Lan đi hát đó, thì khán giả cứ hay tới tay bắt mặt mừng, là ngồi kế bên rồi hỏi chị ơi, chị cứ hay gặp nghệ sĩ này, nghệ sĩ kia, nghệ sĩ nọ không? Thì Thanh Lan có trả lời thật thà rằng thưa quý vị là những nghệ sĩ đó chừng nào đi hát mới gặp. Dạ, sự thật mà nói ở bên Mỹ này quý vị biết rồi đúng không? Dạ, bận rộn lắm quý vị ơi, mà nhiều người ở có ở gần chăng nữa thì mỗi người một việc khác nhau. Thành thử ra đó là ở bên Mỹ mình cái gì cũng mình làm hết á, thấy không? Đi chợ nấu ăn cho con, rồi đi hát, rồi làm chương trình như Thanh, làm YouTube, làm gì thì quay đó, phim, quay hát, thì nhạc hay gì đó cũng một mình không à. Thanh Lan thì hay nói là ở bên Mỹ này mình vừa làm chủ vừa làm tớ luôn. Đấy, làm cả hai luôn, cho nên là rất là bận rộn. Không có được chỉ tay năm ngón như ở bên Việt Nam. Dạ. Việt Nam thì nhà ai cũng đa số là nghệ sĩ thì có người làm. Dạ đúng tại rồi. Tại vì mình phải ngủ cho đầy đủ, mình mới có sức để tối mình đi hát. Còn bên này thú thật là mình đâu có hát mỗi đêm đâu.
Đúng rồi, cuối tuần mới hát. Cho trong tuần thì mình cũng phải kiếm cái này kiếm cái kia, kiếm việc để làm cho nó bận rộn, cho cái đầu óc nó đừng có trống quá mà ngồi nghĩ lẩn thẩn. Dạ vâng thưa quý vị, nếu mà mình không làm gì thì mình cũng buồn lắm á. Dạ đúng rồi, Quế phải phục là như vậy nè. Quế chỉ có đi hát thôi, rồi lo cho Teletron một năm mấy chục show thì cái đó là cũng khá bận rồi. Nhưng mà rồi lại lo việc nhà, cơm nước cho con cái, rồi làm mình gì đó, ô xin hả, lau dọn nhà cửa. Cái gì không mình... được chữ đó nữa. Không được, không được. Từ hồi mình dịch... Nhớ Internet. Thành cũng có nghe. Từ hồi mình dịch tới giờ bị dịch bệnh đó, cái đông đó là mình ở nhà mình lại... mình lại không có kêu người làm luôn nữa. Hồi xưa là còn lâu lâu kêu lâu, không, không dám người... cho người ta vô. Cho nên là mình cứ tự làm. Thì mỗi tháng á, Thanh Lan có mời một hai lần một cái nhóm. Đúng rồi. Có khi thì người Ba Lan, có khi thì người Mỹ tới chùi nhà chùi cửa cho mình. Nhưng mà mỗi khi mà trước khi họ tới chùi á, mình phải lo mình dọn dẹp cho nó ngăn nắp trước, thì thành ra cũng mất công quá trời, nên là thôi phiền quá, thôi để mai mốt tôi tự làm. Nhưng mà sẵn dịch á thì là mình làm luôn, không cho tôi. Bây giờ mình làm quen rồi. Cho nên từ dịch giờ bàn tay mình hơi xấu. Tại sao mình làm nhiều hơn hồi xưa nữa? Thành tử rồi. Thưa quý vị, là tại vì ca sĩ thì hồi nhỏ đi học thì cầm cái viết, đúng không? Xong rồi sau đó là đi hát là cầm cái micro vậy thôi, chứ đâu có biết cầm cái chổi đâu. Nên là cái bàn tay ai thì cũng phải đẹp, tại vì khi mà cầm micro dơ lên thì không lẽ đưa cái bàn tay xấu. Nên là sau này thì phải làm đủ thứ hết trơn, dĩ nhiên là nó sẽ cứng hơn hồi xưa. Đúng rồi, đúng rồi, dĩ nhiên cứng rồi. Là cứng rắn thì càng tốt. nhưng mà có cái là Phụng Thanh Lan cái kiểu này nè, là đã đi hát rồi mà còn đi đóng phim nữa nè, rồi không biết giờ đâu mà làm xong rồi bắt đầu làm những cái YouTube là vì COVID đó. Thì COVID nó loại YouTube đó, nghĩa là COVID là loài ra thợ nấu ăn nè, thợ quay hình YouTube nè, đây cũng là một thợ YouTuber nè. Dạ vâng. Nên đây là thấy cô bạn mình nè, nghĩa là quay phim rồi cái bà làm YouTube, rồi đi quay nhạc hát nữa chứ. Dạ, đúng không? Làm MV nhạc hát. Trời ơi, một mình làm nhiều sắp thứ tới quá. Con đi diễn kịch ở bên Texas nữa kìa. Ôi vậy mà đó hả? Kịch ở đâu? Họ gửi cái vở kịch qua đó, nó dày về này, nhìn mà thấy ớn luôn. Hôm mà nay thuộc không? Dễ thuộc không? Hay là khó thuộc hơn hồi xưa? Chắc khó hơn. Nó dài lắm, một câu tới 4-5 hàng lận vậy nè. Đó, cho nên là hôm nay là với Quế là thảnh thơi hôm nay đi. Rồi ngày mai là bắt đầu phải học bài đó. Khổ lắm quý vị tại ơi. Tại vì mình hẹn nhau lâu rồi bữa giờ. Dạ vâng. Tuy là ở gần nhau lắm, nhưng mà đâu phải dễ đâu mà gặp, phải hẹn trước đó quý vị ơi. Hẹn trước là ngày giờ làm sao, rồi mặc cái gì. Mà may là hôm nay là quay tại trong nhà cho nên là không có bị gió. Tại sao năm nay kỳ quá, đã... Ở Cali mình gió mưa bão bùng quá. Thì đó, ở đây là gió mưa này bão bùng này, ra tới ngoài trời là áo bay, tóc bay tùm. Trời ơi, coi như ra ngoài đường, không bao giờ. Hôm nay thì đỡ, mấy hôm trước còn lâu mới qua ngoài đường được ha. Thì đấy. Rất là vui khi mà đến nhà Quế một lần nữa. Đến nhà Quế thì Thanh Lan cứ nhớ cái hình ảnh mẹ Quế ngồi trong góc kia kìa. Đấy, lúc mẹ còn sống đó. Khoan, để Thanh nói cái điều này ít người biết lắm. Là mẹ của Quế là người Bắc Chay. Dạ đúng rồi. Mà nó nói giọng Nam vậy đó. Đâu có, thì gốc Bắc thật. Mẹ Quế là Hàm Răng Đen đó. Dạ. Ăn dầu mà có Hàm Răng Đen. Vâng. Mẹ là người Thái Bình. Bố là người Hà Đông. Trời, vậy là 100% Bắc Kỳ rồi. Đấy, nhưng mà tại vì mình sanh đẻ ở trong Nam, mình chơi bạn người Nam không, cho nên mình nói tiếng Nam. Thưa quý vị, hồi nhỏ Thanh Lan cứ tưởng là Quế người Nam, sau này đến nhà gặp mẹ mới hết hồn. Dạ vâng, cũng giống như Thanh Lan này, ai cũng nghĩ là Thanh Lan 100% Bắc Kỳ. Nhưng không, hết phân nửa là Huế rồi. Tức là nửa Bắc nửa Huế. Thì đó. Đúng rồi, bị lai like, nhưng like. Mà lâu lâu Thanh Lan nói tiếng Huế mình thấy cũng trúng lắm, hay lắm á nha. Không khi nào khán giả yêu cầu mới nói chứ, tự nói nhiên chứ. Không nói hôm trước thấy nói ở đâu quên rồi nè, ở show chú Phạm Anh Cương thì show music báo Phạm Anh Cương lại là Quang Lê, ngồi cạnh Quang Lê nói giọng Huế thì đúng rồi đó, hay quá. Thử thiệt mi nói. hay quá. Thì thưa quý vị, là gặp Quế đó thì tự nhiên mình cảm thấy như mình trở thành một cái em bé mười mấy tuổi giống như ngày xưa. Hồi xưa đó, mà lúc mà Quế vào Ban Việt Nhi thì lúc đó Thanh Lan đã không còn trong đó nữa. Là tại vì cái chuyện học ở ngoài nó quá nặng đi nên không có dám giỡn chơi nữa, lo học hành cái đã. Thanh Lan thật sự ở trong Ban Việt Nhi có hơn năm thôi đó. Cái lúc đó thì còn có Phương Hoài Tâm. Phương Hạnh còn chưa vô nữa. Sau. Chị Hoàng Anh trước phải không? Hoàng Anh trước, xong tới Thanh Lan với Phương Hoài Tâm, rồi sau đó mới Phương Hạnh, rồi sau đó mới Phương Hồng Quế. Rồi Phương Hồng Ngọc còn vô trước Phương Hồng Quế nữa.
Ồ vậy hả? Phương Ngọc vô trước một năm luôn. Vô sớm. Sớm hơn còn một em năm. Bé, em bé. Em bé Cẩm Hồng. Thưa quý vị, thấy vậy chứ Thanh Lan chưa bao giờ được kêu là em bé. Tại thấy vậy chứ là Thanh lúc đó là Thanh cũng lớn tuổi hơn tụi này mấy tuổi rồi. Ừ thì dĩ nhiên. Đáng lẽ là chị chứ không phải là kêu đó, tên đâu kêu, quý vị ơi. Chị, cái này hơi bị hỗn đấy. Xin lỗi chị nha. Kêu bằng chị đi. Dạ chị, em chào chị. Chị chào em. Dạ vâng, thưa quý vị, khi mà mình hợp tính và hợp tình mà nói chuyện đó thì nhiều khi đâu có nhớ ai bao nhiêu tuổi nữa. Mà Thanh Lan thì có cái tật đó là đi đâu cũng chưa gì hết vào đâu tự xưng bằng chị. Ví dụ như hồi mà mới qua Mỹ đó, cái show đầu tiên mà video Thanh Lan quay là Washington Night, thì lúc đó Việt Thảo cũng mới bắt đầu làm MC, thì Thanh Lan vào, Thanh Lan mới nói chào em ơi cho chị ra đây, chị touch up lại cái mặt chút xíu để sắp tới chị quay. Cái ông còn nạt mình nữa chứ, ông nói ê chưa biết ai lớn hơn ai à, cho dữ dễ sợ. Nhưng mà thật ra là Thanh Lan lớn hơn Việt Thảo thật á. À đúng rồi, mà ta thấy bà nhỏ con. Nhỏ con thấy Thanh nhỏ xíu con mà mặt cũng ngáo nữa. Rồi là hay mặt đầm đìa nữa, đâu có lúc đó. Đâu có lúc đó hay búp bê không tình yêu, hay mặt đầm xòe nữa. Thì đó cái thời mình tháng 9 mấy là thấy trẻ quá. Còn mặc áo đầm ngắn để đi hát. Xong về sau mình cảm thấy mình càng ngày càng trưởng ra, nên mình bây giờ mặc áo đầm dài, ít có mặc áo đầm ngắn. Để hôm nào thử. Sợ quý vị đuổi xuống. Không, mà sự thật ra một cái tuổi đó, quần áo nó mặc theo cái tuổi. Ừ. Tự nhiên mình cảm thấy không được. Mình cảm thấy là cái mắt mình nhìn thấy không được nữa. Ừ. Đến lúc mình không thể mặc cái đó được nữa. Với lại khi mà mình thấy như vậy rồi thì nhờ khán giả chắc họ cũng thấy như mình thôi. Thì vậy đó, mà nó phải hợp với cái bài mình hát đúng chứ. Rồi. Sau này thưa quý vị lên búp video. Búp bê không tình yêu mà có váy dài. Thì búp bê mặc váy dài cũng được, vậy đâu cần phải ngắn. Sau này thì Thanh Lan hát toàn bài buồn không, làm sao mà mặc váy ngắn được. Toàn mặc áo dài, khi mà lên video thì rất là đàng hoàng, nghiêm trang với chiếc áo dài. Chứ còn khi mà đi hát nhiều khi mình giả vũ đó, mình cũng phải giật tưng lên. Trời ơi, Thanh Lan ở ngoài sân khấu quý vị biết không? Nếu mà đúng ban nhạc mà hay, âm thanh hay đó, mà hứng lên đó nha, là đứng hát hoài không chịu xuống quý vị, càng hát càng hay. Mà nếu mà còn nếu mà giờ chót là toàn là hát nhạc quậy không quý vị ơi. Dạ vâng, chứ không phải là nhạc tình yêu tha thiết đâu quý vị ơi. Tại vì giờ, giờ cuối rồi, nó xong tụ lên mà sâu quá, buồn ngủ lâu quý vị buồn ngủ nên là phải giật trời lên. Thanh Lan mà giật là cũng giật tưng luôn quý vị ơi, đa tài lắm, quay phim được, đóng kịch được, rồi nhạc buồn nhạc vui giật cô ta làm hết, bà chị tôi bà làm hết, cho nên là bà không chừa cho con em này chút nào hết á. Em ơi, tại vì hình như chị cũng có cái tính hơi khùng khùng. Tại vì người ta nói nghệ sĩ là hơi khùng, khùng khùng mới làm được. Đúng tại rồi. Vì mình đang là mình, cái tự nhiên mình lên sân khấu của mình thành người khác. Đúng rồi. Không phải là đóng kịch không, mà dù là hát một bài hát đúng thì rồi. Mình cũng đang cũng nói lên bài hát đó. Cái tâm tình của một người khác, đâu phải mình đâu. Đó do vậy thì cũng phải hơi mát mát chút thôi. Mát. Thôi giờ mình chị em cùng mát. Nhưng mà nhiều khi có mấy cái mát đó, nó mới dễ thương, dạ, nó mới vui. Nhờ mát vậy đó cho nên mình lúc nào mình cũng yêu đời chứ, nếu mà mình mà nhìn vào thực tế quá nhiều khi mình chán đời. Đó. Nhờ mình cứ mát mát rồi cái là cái gì cũng hề hề cười cái là vui. Nhất là Thanh Lan đó quý vị ơi. Thanh Lan là nghĩa là gặp ai á, chưa có nói gì hết trơn á, là bà cười toe toét rồi. Toe toét chứ. Không biết bà cười cái gì nữa. Không, tại vì mà bà cứ nhăn răng quen, bà cười cả ngày vậy đó. Quen cái tật ở nhà là bố mẹ mỗi khi gặp mình là bố mẹ đều cười. Đúng rồi. Nên mình phải cười lại. Đó, thì bây giờ nó thành cái thói quen rồi. Cứ gặp ai trước hết cười. Câu gì mà miếng trầu là đầu câu chuyện đó. Nhưng mà bây giờ mình là coi như là tiếng cười là đầu câu chuyện, là đầu câu chuyện. Mình cứ cười trước thì đã lấy lòng. Đấy. Sao mỗi... quý vị hôm nay quý vị có thấy vui không? Mới nói sơ sơ thôi nha. Ừ, mới còn sơ sơ dài lắm, nhiều luôn chuyện đó. Lắm. Thanh Lan còn nhớ cái hồi Thanh Lan qua Mỹ nè, lúc đó Thanh Lan cũng bị nhiều chuyện buồn lắm, không ai thèm chơi với mình hết, rất là bơ vơ. Thì Quế đã lái xe lên tận Los Angeles để đón Thanh Lan đi shopping. Mà cái áo đầm đó bây giờ là chị còn giữ được nghe. Ôi giời ơi, thế tội nghiệp, thế thương quá vậy. Mà mình lúc năm nào quá, Thanh Lan năm 9 mấy chắc nhỉ? Cũng phải 94 rồi chứ. Dạ. Ừ. Đã nói là thì nói Quế luôn cũng nè. Quế qua có mấy năm thôi. Quế qua năm 91. Thì đó mới có tức mấy là năm cái, thôi. Tức là cái con chột mà chở con mù. Mà sao là... biết lái xe hay vậy? Không, thì hôm qua là có bằng lái xe tại lái nhà rồi. Là đậu bằng lái liền, nhưng mà đi lên lốt là không có dám đi. Trời ơi. Nhưng mà cái không là cái tiếng gọi của tình bạn chứ phải tình yêu nha. Chứ phải tình yêu á. Tiếng gọi của tình bạn thì thấy Thanh Lan qua bơ vơ quá quý vị. Ừ. Lúc đó phải nói rằng Thanh Quang đi, Thanh Lan đi qua đây đó là nghĩa là
với một cái tình huống nó không giống ai. Nó là đại khái là bên nào cũng là bên bị cái là trên đe dưới búa, bên nào cũng chống hết đó. Thì vậy người bên bên đây tôi nói Thanh Lan bên Việt Nam qua chắc là VC ví dụ vậy. Đó rồi bên kia đó thì nghĩa là cũng lời qua tiếng lại. Cho nên là Thanh Lan phải nhốt mình ở trên lốt đó quý vị. Nhà của cậu ruột mà. Nhà của cậu ruột ở Thanh Lan á. Mà lúc đó đó là nghĩa là mình cũng mới biết lái xe, mình lái thì ở trong địa phương local thôi chứ còn đi ra freeway mình freeway. Cũng còn nhát lắm. Nhưng mà thế đó mà thấy tội nghiệp Thanh Lan là tại sao ở xa ở bên Việt Nam qua đây bơ vơ không có gia đình mà lại nghĩa là không có ai dám lại gần, người nào lại cũng sợ là văn miễn sợ đó. bị lây đó. Có nhiều người mời trời quê có biết thưa quý vị, cái năm đó đó có một nhạc sĩ đến mời Thanh Lan hát 30 show trong nguyên cái năm 94, xong rồi tới nói em xin lỗi chị, em bỏ hết. Trời đất thì ơi. Đó mời nhưng mà tại vì thì lời qua tiếng lại, người này kia thì chống đó, qua chống lại đó. Có những người rất là phải không biết tại sao ghét Thanh Lan vào cái lúc đó. Cứ ai mời mình hát là gọi điện thoại tới hầm tụi tôi tới biểu tình đó. Thế thì tại là... vì Thanh đi qua đi với đoàn phim mà Thanh ở đúng lại. Đi đoàn phim đó, Thanh đi có một mình à. Sao mà ai nói không, Thanh không đoàn phim còn đỡ. Có nhiều người còn nói đi theo đoàn Văn Công Việt Cộng xong ở lại. Mà Thanh rồi. Lan đi có một không mình. Mà lúc đó là Thanh Lan qua đúng rồi mà không biết tại sao mà ở trên báo chí nó lại nói báo chí nói vậy là Thanh đi với đoàn phim mà Thanh ở lại đoàn phim Thanh nào có ra. mình qua thôi thành ra nó mới bị tùm lum tà la như vậy đó sao thành thì lúc đó mình mới lên là mình lái xe mà mình run gần chết đi ngoài xa lộ freeway mà run gần chết, nhưng mà thôi kệ, mình thấy tội nghiệp quá, bạn mình cô đơn quá, người ta ba rê chung quanh không có người nào mà trời mà lâu tới nghe gặp lâu không mới nghe cái chữ ba rê. Thành ra người ta chữ này dân Sài Gòn mới là đó, hay đó, nói đó, đó. Dạ vâng thưa quý vị, nhớ tới Quế thì Thanh Lan nhớ tới cái thời gian mà mới qua Mỹ nè, đâu có dám lái xe bên này đâu. 7 năm sau mới lại thi bằng lái. Thời gian đó là toàn là nhờ bạn bè, với lại có nhiều khi có những khán giả ái mộ nữa cũng tới giúp mình nữa, chở mình đi mua cái này cái kia để bỏ vào nhà, bàn ghế tủ giường đó, trống không nhà không có gì. Dạ vâng thưa quý vị, thì bạn cũ thì thường hay nhắc lại chuyện cũ, nhưng mà cái chuyện cũ gì thì nó cũng qua rồi. Tới bây giờ thì Thanh Lan cảm thấy rất là hạnh phúc vì là khán giả càng ngày càng đông, thậm chí có thêm một cái lớp khán giả mới, các em các cháu khoảng 20, 30, 40, chứ không phải là toàn là những ngày xưa, tại vì không biết sao mà cái loại nhạc của Thanh Lan đó thì nó lại hợp với cái lời những người trẻ. Đúng rồi, các khán giả trẻ họ vẫn yêu thích. Nên là... mà sự thật của nói khán giả trẻ bây giờ là Thanh dễ thương lắm. Mấy em còn nhỏ chứ vẫn thích nhạc quê hương, nhạc lính nha. Đa số là nhạc ngày xưa, cũng nhạc lính là các em bây giờ 10 mấy 20 tuổi thích lắm. Cho nên đi đâu Thanh Lan phải chia làm hai phần. Một phần mặc áo dài, một phần mặc đồ mặc đồng để quậy áo, để đồng quậy để hát nhạc Tây, nhạc Tây với nhạc quậy. Dạ vâng, chứ Thanh Lan mà mặc áo dài là không có thể nào mà hát được. Đêm nay em sẽ ai cũng cho em là phải mặc áo đồng. Mà phải nói là Thanh Lan có rất là nhiều tài thưa quý vị. Rồi làm thơ, không phải mình phải tại Thanh không bao giờ dài, Thanh không bao giờ nói về Thanh. Dạ không, nhưng mà sẵn hôm nay mình biết chắc chắn là, mà hôm nay thì sẵn Quế biết thì Quế nghĩ sao có nói vậy thôi. Tức là Thanh còn có thời giờ để dịch sách nè, để viết sách nè, để viết hồi ký nè. Quý vị ơi, cuốn hồi ký của Thanh Lan đó, Phương Quế là người đó là ủng hộ là có đầu tiên quý vị. Rồi thế là ngồi trên nó bay. Ơi, Quế nói Thanh cảm động quá. Cái hôm mà ra mắt sách đó, Quế tới đó còn có anh Ngọc Chánh. Đúng rồi. Không? Đúng rồi. Bây giờ anh không còn nữa. Mà rất là tiếc là dĩ nhiên là hôm đám tang thì Thanh Lan có đến rồi, nhưng mà rất tiếc là những ngày trước đó Thanh Lan không hề biết là anh bệnh. Chứ nếu không là tụi mình đi thăm rồi. Không, anh bệnh thì gia đình cũng ít cho biết lắm. Thì gia đình cũng giờ... không muốn để cho anh nghỉ ngơi, không muốn làm phiền, để cho anh nghỉ ngơi. Đến hồi mà đùng cái đó mình nghe anh mất thì mình mới ngỡ ngàng, mới bàng hoàng, mới biết. Nhắc tới anh Ngọc Chánh mà nói là gia đình giấu á, thì Thanh Lan lại sực nhớ tới một người bạn ngày xưa rất là thân. Hồi xưa trong ban Việt Nhi đó, mỗi lần mà chủ nhật mà ra về đó là hai đứa tung tăng đi với nhau ra chợ Sài Gòn, xong rồi tới đó mới là chia tay nhau. Phương Hoài Tâm đi về Khánh Hội, Thanh Lan đi về Đa Cao. Mà cũng hình như bệnh mà nhà giấu hay sao, cho nên mình cũng không biết là như thế nào. Có nhiều khán giả hỏi Thanh Lan, nói chị Thanh Lan ơi, chị nhắc về chị Phương Hoài Tâm đi. Mà bây giờ thưa quý vị, không biết Tâm thì
gia đình có cho hay không. Bây giờ hai đứa tụi mình ngồi với nhau nhắc về Tâm, gửi đến Phương Hoài Tâm và gia đình tất cả lòng thương mến và nhớ nhung những kỷ niệm ngày nhỏ nhé. Muốn, rất là muốn biết tên của chị Phương Hoài Tâm. Khán giả cũng hỏi nhưng mà mình không biết trả lời như thế nào, là bởi vì chính chị em chúng mình cố gắng tìm hiểu bao nhiêu năm nay, mấy năm nay rồi cũng không biết tin tức của chị ở đâu. Thì thôi bây giờ mình cứ nhớ chị, thương chị, để trong lòng, hoặc lâu lâu chị em mình nhắc nhở kỷ niệm để nhớ về chị thôi. Rất là thương chị nhưng mà không biết tình trạng như thế nào. Thì mấy cái lần cuối gặp là cái lúc mà đi quay DVD cho Asia. Quay đó. Asia thì lúc đó là Tam Phương, Tam Phương, Phương Ngọc, Phương Quế, Phương Hoài Tâm. Lúc đó chị Tâm vui lắm, được Tâm đi hát lại. Là chị Tâm không muốn đi hát nhưng mà tại Quế năn nỉ quá, rù rì rồi lúc mới ra Tam Phương. Mà dễ thương, người ta đang thích. Đó, mà tự nhiên cái im ru luôn. À, phải nói rằng những bài hát từ ngày xưa, từ những khi mà các em các cháu chưa sinh ra đời, những bài hát đó đã có. Mà bây giờ lại các em lại nghe, lại thuộc nằm lòng, lại yêu cầu, lại muốn nghe lại. Thì cái đó là cả một cái kho tàng âm nhạc của Việt Nam. Chính là do quý vị, các em, các cháu gìn giữ. Chứ còn tụi này chỉ có là chuyên chở thôi, chuyên chở tới thôi. Còn quý vị là những người giữ kho tàng và văn hóa Việt Nam tại hải ngoại. Dạ vâng. Thì chị em lâu lâu đó mà để được mà ngồi nói chuyện với quý vị khán thính giả, để mong rằng quý vị thông cảm hiểu những cái sinh hoạt của chị em chúng tôi từ bao nhiêu năm qua. Thì chắc chắn là quý vị rất là thích nghe, nhưng mà nếu mà để mà nói chuyện dài đó thì còn nhiều chuyện để nói lắm. Không, nếu mà tại vì sợ Quế bận, chứ nếu mà Quế không bận hai chị em mình lên cứ nói lung tung. Tại vì Thanh Lan đã nhận được những cái lời phê bình của quý vị rằng mỗi tuần cứ lên nghe chị Thanh Lan tâm sự kể chuyện này chuyện nọ nghe rất là vui. Với lại vậy, Quế biết không, mình vô tình mình đã giữ cái tiếng Việt tại hải ngoại. Đó, các em các cháu khi mà nghe những cái chương trình này thì sẽ không bao giờ quên tiếng Việt. Đúng rồi, các em nghe mà các em lại thuộc thêm nhiều từ mới nữa. Dạ. Thì không phải là mới bà ơi. Thanh Lan thì dùng toàn là những cái chữ xa xưa từ trước 75 không à. Không mà không, các em nói, các em thì không, em không thì hiểu. Được, các em học thêm được tiếng Việt. Thì đó. Dạ vâng. Thì Thanh Lan thì ngày xưa thì đọc sách Việt Nam rất là nhiều, cho nên là cố gắng giữ những cái cách văn chương, những cái cách nói chuyện của ngày xưa. Ví dụ như hồi xưa mà mỗi lần mà Tết đó, cái bố mẹ đi tới nhà các ông bà bạn chúc Tết hay nọ, xong rồi lúc đi về để chào, dạ vâng thưa ông bà chúng tôi về nhá, xong rồi ông bà kia lại nói dạ vâng thưa bác lại nhà. Trời, rất là lịch sự, rất là lễ phép. Ngày xưa sao lịch sự lễ phép thế, bây giờ thì cứ bye. Đúng rồi, nhưng mà ăn cơm là mời, nó là mời giá phòng. Dạ phải không? Ăn cơm mời là mời, xong là nồi cơm hết rồi. Tới mời mà tới phiên mình ăn là cơm hết rồi đó. Nhà con nhà nghèo nữa mà. Con nhà nghèo nữa. Không đứa nào đứa nấy là ăn nhiều mà là nấu nồi cơm mà có bao nhiêu à. Mà cứ chào nó chào chào rồi bác trước nha. Dạ. Bác là tới bố mẹ rồi mới tới chú nha. Thế tới anh chị tới em nó xuống từ từ rồi mấy đứa kia nó ăn cơm hết trơn. Dạ vâng, thưa quý vị, Thanh Lan rất là thích cái cách nói chuyện của Quế. Tại vì Quế rất là tự nhiên, không có làm duyên làm dáng. Đúng rồi. Nhưng mà tự nhiên lại có duyên. Đó. Còn có những người cố gắng làm duyên mà duyên không có. Hơn người máu Nam Kỳ. Nam Kỳ ta thì nói tụi mình là mình ở Nam lâu rồi, thành ra mình thành người Nam. Cái tính giống như người Nam. Cái tính nó thẳng thắn đó. Nó bộc trực, nó gọi là bộc trực, nó là nghĩ sao nói vậy người ơi đó. Tính nói bộc phát đó. Nó phát ra chứ không thắng kịp. Không, nghĩ sao nói vậy người ơi. Dạ vâng thưa quý vị. Thì hôm nay Thanh Lan rất là vui tới nhà của Quế nè. Ồ nhớ hồi xưa có cây đàn kia đâu ta. Ồ cây đàn đó bây giờ con cái nó không đàn nữa rồi, mang tặng người khác, biếu người khác rồi. Dễ thương quá. Thưa quý vị, Quế rất là lanh. Thanh Lan nói không có ai mà lanh bằng Quế. Từ khi mà qua tới Mỹ này đó, Quế đó, qua rất là nhiều nghề mà nghề nào cũng giỏi hết trơn mà làm. Nghề kể đi, nghề gì? Bắt đầu bán vé máy bay. Thì lại bán nhiều thứ lắm chứ. Bán hoa. Rồi sau này bán massage. Mà làm cái gì á thì cũng được khán giả rất là ái mộ và hỗ trợ rất là nhiều. Nên là cũng thầm mừng cho Quế. Mà có người bạn mà quen cả Quế, quen cả Thanh Lan nha, nói một câu này nè, lặp lại cho quý vị nghe.
quê nó lành quá, nó không giàu thì ai giàu. Trời, nói vậy thôi chứ nói thế làm đủ ăn thôi. Tại vì Thanh biết làm sao, ở Mỹ mà một thân một mình mà lo cho hai đứa con, rồi nhà cửa đủ thứ nữa, mà mình có được cái nhà để ở mình may mắn lắm rồi, phải nói như vậy. Nếu quý vị mà có ở bên Mỹ, còn quý vị ở bên Việt Nam thì mình không có biết cái đời sống bên Mỹ nhiều như bên này. Nhưng mà sự thật mà nói là lúc mà qua bên đây đó, đứa con gái 2 tuổi còn con trai 9 tuổi đó, mà một mình phải lo cho con, chở con đi học, rồi lo cho con ăn học, lo nhà, lo cửa, lo bill đủ thứ. Thành ra nó có nhiều, có khó nó bó cái khôn thì đó. Nếu mình không bươn chải thì mình làm sao nuôi con cho được. Cho nên là mình cũng ơn trên cũng cho mình sự may mắn nữa. Mình ra cái business mình làm cái gì thì khán giả cũng thương ủng hộ. Đó là nhờ khán giả nữa. Dạ vâng, thưa quý vị, nói tới đời sống của một phụ nữ Việt Nam ở hải ngoại thì không phải là một cái chuyện dễ dàng, nhất là lại không có cái sự trợ giúp của một ông chồng tài giỏi mà tự mình phải làm hết tất cả. Cho nên là Thanh Lan lúc đó rất là cảm thông cho cái cuộc sống cũng như là cái tâm tư của Quế. Có một thời gian dài Thanh Lan cũng có một thân một mình và cũng phải tự lo cho cuộc sống của mình. Thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhất là không có thuận lợi như Quế. Quế qua là được bao nhiêu người thương yêu giúp đỡ. Nhưng mà bây giờ thì mọi chuyện nó cũng qua rồi. Thanh Lan thì được cái là những cái chuyện gì vui á thì mình nhớ, còn những chuyện gì không vui á mình bỏ qua. Tại vì trong cuộc đời ai cũng có những chuyện vui và cũng có những chuyện buồn. Nếu mà mình cứ gặm nhấm cái nỗi buồn thì mình không có thăng tiến lên được. Mình sẽ bị giống như là tinh thần nó yếu đi, thì mình không có đủ mạnh mẽ để mà phấn đấu với đời. Và thưa quý vị, sống là gì? Sống là phải đấu tranh để có một chỗ đứng trong xã hội. Và có chỗ đứng trong xã hội để làm gì? Để làm một cái điều gì đẹp đẽ cho cuộc đời, cho mọi người xung quanh, yêu người yêu đời, giống như bài hát vậy đó. Thành thử ra là Thanh Lan lúc nào cũng cười toe toét quý vị ơi. Mà hồi nãy đó là nói cái cuốn hồi ký của Thanh Lan lại hồi ký về cuộc đời Thanh Lan. Thì mình đang nói cái tự nhiên bồ cắt dòng tư tưởng đấy của mình rồi. Dạ vâng, thì Thanh Lan có cái tật là ai mà cứ nói về mình cái mình mắc cỡ, có mình quẹo 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 không, tại mình phải nói là mình nói cái cảm xúc cảm nghĩ của mình khi mình đọc cái cuốn sách của Thanh. Là khi mà Thanh đưa đó thì với một đi show thì ở nhà sự thật nói rất là bận rộn. Khi mỗi lần mình lên máy bay mới mang sách theo đọc được, không có thì giờ ngồi mấy tiếng đồng hồ ở trên phi trường, ở trên máy bay để đọc cuốn sách. Thật đó ra ai cũng bận đó. Mà khi mà đọc cuốn sách hồi ký của Thanh Lan á, mà nói về cuộc đời Thanh Lan từ hồi nhỏ rồi đến lớn lên này kia nọ đó, mình đọc có mình bị dẫn theo và mình thấy rằng là tại sao mà cái người bạn của mình á trắc trở đủ điều, nó trắc trở, nó lận đận, thấy tội nghiệp, thấy thương quá đi. Thật là nhiều cảm xúc khi đọc đến những cái đoạn mà Thanh viết, cảm xúc đó là mình có thể rơi nước mắt được. Thì mình trong thấy lúc rằng, viết đó thì mình cũng rớt nước mắt đó. Mình thấy rằng là Thanh trang trải được tất cả những cuộc đời của mình qua cái cuốn hồi ký đó, thì đó là cũng Thanh cũng là, có nghĩa là Thanh cũng là mãn nguyện rồi. Là bởi vì nhẹ lòng rồi. Còn mình chẳng hạn như mình muốn viết cuộc đời của mình, nhưng mà tại mình không có cái khả năng, không có biết không cái có cách để không biết cách để viết thành một cuốn sách như vậy. Tại vì Thanh hồi xưa Thanh cũng học văn chương, cho nên là Thanh biết cách dàn diện, biết cách viết. Bây giờ mình biết nhưng mà mình không biết viết để cho nó thuận như là Thanh viết. 4 năm đó Quế ơi, thì 4 năm nhưng mà ít ra Thanh còn làm được cuốn sách, chứ Quế muốn không làm được thì cái đó là cái điều mà Thanh đã mãn nguyện rồi. Rồi bên đó nó còn phải dịch ra tiếng Anh nữa. Không, mình viết tiếng Anh trước. Viết anh trước à? Ừ, rồi mới dịch ra tiếng Việt. Ồ, tức là Thanh viết cái mình cái làm ngược chiều. Ồ, tiếng Anh trước rồi bắt đầu mới viết qua tiếng Việt, cho nên bây giờ là có 2 cuốn sách quý vị. Hôm nọ mới thấy là Thanh Lan đi Teletron ở bên Atlanta đó, cứ nó không biết mang theo có bán được, nó cứ mang đi thế nào mà Thanh khán giả cứ thương mang mình đi. Cứ mang theo, thế là mà Thanh cũng mang theo mấy chục cuốn sách, cuối cùng là sách tiếng Việt cũng bán được hết, tiếng Anh thì cũng có mấy cuốn ít hơn, còn một cuốn ít hơn, đẹp ít hơn, dĩ nhiên ít hơn, tại khán giả mình, khán giả Việt Nam tiếng, nhiều tiếng Anh thì tiếng Anh mấy đứa em nhỏ nó mua, các cháu như mấy mấy trăm mấy người lớn tuổi mà biết tiếng Anh này ta đọc lớn, nhưng mà mua cho con cháu mình đọc, tại vì nhiều khi các em các cháu không đọc được tiếng Việt đó, nhưng mà cũng muốn hiểu biết về cái quê hương mình, về chiến tranh hồi xưa nữa, cuộc sống ngày xưa như thế nào, ở Việt Nam như thế nào. Dạ vâng, thì thưa quý vị, không nói thì thôi, nhưng mà đã nói thì cái gì có mình mới nói. Thì trong quyển hồi ký của Thanh Lan cũng vậy, đó là tất cả những cái sự suy nghĩ, những suy tư của một cô bé
từ khi còn nhỏ xíu cho tới khi lớn lên, cho tới khi nổi tiếng, cho tới khi ra đời gặp bao nhiêu những cái trắc trở của cuộc đời, rồi đến khi qua tới hải ngoại sống bơ vơ tại hải ngoại như thế nào. Nhưng mà tới giờ này đi nữa thì vẫn hạnh phúc thưa chuyện cùng quý vị, là tại vì dù chuyện gì trong đời có xảy ra đi nữa thì quý vị luôn bên cạnh Thanh Lan ha. Dạ đúng như vậy. Nhờ quý vị là khán thính giả là động lực cho chị em chúng mình sống cho đến ngày hôm nay, còn được đứng trên sân khấu, còn mà nở nụ cười tươi như thế này là cũng là nhờ sự thương yêu của quý vị khán thính giả. Thì đó, có nhiều khán giả hỏi Thanh Lan ơi, làm sao mà lúc nào chị cũng vui 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 vẻ yêu đời thế? Thì Thanh Lan cũng trả lời thành thật rằng chính quý vị, những người đã đem nụ cười và niềm vui đến cho nghệ sĩ. Dạ. Đúng như vậy, chính xác quý vị. Dạ. Quý ơi, hôm nay Thanh rất là vui khi mà nói chuyện với một người em nghe. Dạ. Rồi dạ. Mà thật tình thương dạ. Bà chị mà dạ. Nói rất là hay, rất dạ. Là đẹp về bà chị. Dạ. Thì Thanh Lan cũng xin nhắn với quý vị rằng Quế cũng là một cô em gái rất là dễ thương, lúc nào cũng thương chị Thanh Lan, và khi nào mà hai chị em gặp nhau thì cũng nhìn nhau bằng ánh mắt rất là trìu mến. Thì Thanh Lan cũng xin phép được nhìn tất cả quý vị khán thính giả bằng một ánh mắt rất là trìu mến, và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Thank you.